vợ chồng mình đã sống với nhau đã 3 năm rồi, chỉ vì phong kiến ràng buộc bởi câu tam liên vô tử bất thành thế mà đã chia rẽ vợ chồng mình không hết rồi. Sao sớm mà mình định đi đâu vậy? Em đi về với mẹ cha của em. Vậy là bây giờ em đã nghe rõ tất cả mọi chuyện rồi phải không? Em nghe hết rồi mình à. Anh thật thật xin lỗi em, mình không có lỗi gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.